Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3 của Đài truyền hình Việt Nam America TV. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Kiến thức, Sức khỏe và Đời sống cùng với Dược sĩ Tina Quách và MTM Pharmacy. Và đây là phần 3 của chương trình để Dược sĩ có dịp giới thiệu đến cho quý vị những sản phẩm có tại MTM Pharmacy cũng như là những dịch vụ mà MTM Pharmacy gửi đến cho quý đồng hương. Và vào hôm nay là những cái gọi là những cái medical supply để giúp cho quý vị giúp đỡ khi mà quý vị bị đau tay, đau chân này kia thì ở đây đều có, thì dược sĩ sẽ giới thiệu đến cho quý khán giả những cái medical supply này nha. Ở những địa điểm của MTM đó thì Tina không chắc là hết 5 địa điểm, nhưng mà Tina biết chắc là tiệm ở này nè, tiệm Huntington Beach nè, với lại tiệm ở Fairview đó có những cái medical supply, những cái thông thường thôi, mình không có stock những cái mà nó lớn hay là ít ai xài, nhưng mà những cái thông thường chúng mình té ngã, mình trật tay, mình cần cái wrist support nè, hay là mình bị đánh máy lâu ngày, mình cần cái mình bị carpal tunnel đó, thì mình cũng cần cái này mình để mình đóng cái wrist của mình lại, hay là mình bị gãy, mình bị đau tay, mình bị trật ngón tay hay là bong gân gì đó, thì mình có những cái finger đó để giữ cái ngón tay của mình lại. Hay là cái knee compression, cái này cũng là cái wrist support mà nó cao như vậy. Thì tất những cái thông thường đó thì ở ngoài MTM Pharmacy của mình có, thì quý vị nào cần có thể ra đây mua. Mà thật ra nếu mà mình cần mà pharmacy không có thì cũng có 24 tiếng thôi. Ví dụ bây giờ mình order nè thì sáng mai mình có rồi. Khi mình cần bác sĩ muốn mình phải đi mua về để mà xài đó thì mình cũng có thể tới MTM Pharmacy để mà order. Đó, và quý vị thấy là khi mà mình bị đau tay, đau chân, hay là nhất là mình đi mà bị té bong gân này kia đó, thì những cái support này rất là quan trọng, tại vì nếu không là sẽ rất là đau. Giống như mình đánh máy đó, mình cứ quen cái tay của mình đứng ngay cho khuỷu tay này nè, đôi khi rất là đau, mà nếu mình không có mang lại á, mình không có băng lại để cho nó cố định thì càng đau hơn nữa. Cho nên là có đôi khi là mấy cái đó rất là quan trọng. Mình cứ nghĩ là thôi rồi lâu vài ngày nó hết, không phải. Mình không có nên để cho cái tay của mình nó phải chịu đựng nhiều như vậy. Rồi mình phải cho nó relax bằng cách là mình phải cột lại, cố định, phải không chị? Mình cũng có thể order những cái gậy nè, những cái nạng, những cái gậy nè, rồi những cái đồ mà để trong phòng tắm cho những người lớn tuổi, người ta ngồi người ta tắm. Rồi những cái nó gọi là donut, những người mà đi mổ và trĩ này nọ rồi ngồi trên buồng tắm đó, hay là nằm ngủ mà không có nằm thẳng được, phải nằm trên cái, nó giống như cái bong bóng mà nó có cái lỗ chính giữa đó, nó gọi là donut đó, thì mình cũng order được. Nếu mà quý vị cần thì dược sĩ ở đây cũng sẽ order mấy cái đó được. Dạ, nhưng mà dĩ nhiên những cái đồ đó thì nó hơi special một chút, tại vì có những ai mà thật sự bị bệnh thì mình mới cần. Cho nên là khi mà cần á, quý vị đến sẽ có order cả 24 tiếng là có liền. Cho nên là quý vị cứ an tâm ha. Và ngoài ra đó thì ở MTM Pharmacy mình cũng có rất là nhiều loại thuốc over the counter để cho quý vị có thể đến, mình bị đau bụng nè, mình khó chịu hay mình bị cảm cúm, hoặc mình cần một cái viên Advil hay là Tylenol thì ở đây đều có hết. Đúng rồi. Quầy nào, tiệm nào cũng có một cái quầy over the counter rất là dễ thương, sạch sẽ, có đủ thuốc hết. Những bệnh thông thường, cảm cúm, đau bụng, đau nhức đầu, sổ mũi này nọ đó, thì có vừa là cái người dược sĩ ở đây đó, vừa là cái người có thể tư vấn, và vừa có thuốc ở đây. Mình muốn mua mình không cần, có những thuốc mình đâu có cần có toa bác sĩ, mình vẫn tự chữa cho mình được với sự giúp đỡ của dược sĩ. Dạ đúng vậy. Ví dụ như giống như là mình ăn một cái món gì đó lạ đó, mình khó chịu cái bụng, mình bị tào tháo ruột đi, không, mình không thể đến bác sĩ để chỉ mua một cái giống như là một cái paracetamol được. Mình đến đây là có rồi, phải không chị? Những cái thuốc đó đâu cần mình phải đến bác sĩ đâu, nhưng mình biết một chút xíu thôi, mình đến với lại một phòng pharmacy giống như là MTM Pharmacy, mình hỏi một cái người dược sĩ đưa thuốc cho mình over the counter rất là đơn giản. Mình cũng có bán salon pass hay là dầu xanh luôn đó. Cho nên là tiện lắm, quý vị cứ đến là có đầy đủ hết để phục vụ cho quý vị ha. Và ngoài ra thì MTM Pharmacy cũng có nhiều sản phẩm khác, giống như là Auto 7 để mà giúp trị đau nhức khớp xương, phải không chị? Auto 7 để trị thấp khớp đó. Rất là nhiều bệnh nhân uống, họ nói là trên cái box á, cái người sản xuất á, những ông bác sĩ mà ông làm ra cái thuốc đó, ông nói là 14 ngày sẽ tốt, sẽ bớt. Đúng 14 ngày bớt.
bệnh nhân mà Tina giới thiệu họ uống xong 2 tuần họ tới lại họ bớt đó. Yeah. À, nếu mà bị đau đầu gối, đau khớp xương thì quý vị nên thử. Dạ đó. Rồi ngoài ra thì còn có giống như là đây là Peak Performance cũng có ở đây luôn. Dạ, rất là lợi hại. Cho nên là quý vị dùng thử, nếu quý vị nào mà mình ăn uống hay là giống như mình ăn đồ chua, đồ cay này kia khó chịu đó, thì Daily Peak Performance rất là tốt, phải không chị? Tốt vô cùng. Daily Peak Performance, mình những người mà bị ở chua, bao tử trào ngược, bị gas, bị loét bao tử, thì uống Daily Peak Performance mỗi ngày. Nên uống mỗi ngày, một khi mình đã uống, mình đã bị những cái chứng như vậy đó thì nên uống mỗi ngày, thì nó sẽ giúp cho cái bao tử của mình nó tốt lắm. Những người ưa bị đau bao tử mà bị stress đó, có một bữa đó thì nào quên uống Daily Peak Performance rồi xong rồi đi ra đi phải đi ra khỏi nhà không có mình mang thuốc, thì nào ưa bị giống như khi mình bị stress đó, mình đau bao tử. Khi mà tự nhiên mình lên cơn stress, mình có cái chuyện gì mà mình lo, mình phải sắp xếp lo nghĩ này nọ đó, mà mình quên control đó là nó lên cơn đau. Thì lúc đó mới nhớ sực lại là mình quên uống Daily Peak Performance. Nếu mà mình bị stress mà mình có Daily Peak á, thì mình không có bị đau. Đó, cho nên là nó rất là quan trọng, và cái thuốc này thật sự hay lắm đó, cho nên quý vị dùng thử. Hoặc là quý vị nào mà muốn có một cái gọi là energy trong ngày để mình làm việc đó, thì mình có Rotenum. Rotenum cũng là loại thuốc rất là tốt để cho quý vị có thể đến và sử dụng thử nha. Rồi ngoài ra còn những dịch vụ nào khác để mình kể luôn. Thứ nhất là giao thuốc tận nhà, giao thuốc miễn phí. Cho nên quý vị nào mà có những cái toa thuốc mà đi bác sĩ trong ngày mà cần thuốc kháng sinh rồi thuốc chống viêm, mà không có tiện để đi tới tiệm thuốc lấy thuốc, mà hay là bệnh quá không có muốn đi tới tiệm thuốc ngồi đợi đó, thì giao cho MTM Pharmacy sẽ lo lắng về chuyện đó. Cứ nói bác sĩ của mình gửi thẳng cái toa qua MTM và dược sĩ sẽ làm trong ngày đó, rồi xong sẽ cho người giao tới nhà cho mình. Ngoài ra thì những cái thuốc mà những bác lớn tuổi hay là những người có những cái bệnh mà cần phải uống thuốc mỗi ngày đó, thì MTM Pharmacy thì tới đúng ngày đúng giờ sẽ refill thuốc cho mình, gọi mình để confirm xong rồi mang thuốc tới nhà cho mình. Mỗi tháng, mỗi một tháng hay là mỗi 3 tháng, tùy vào cái bảo hiểm của mình họ muốn làm sao. Rồi ngoài cái giao thuốc tận nhà thì mình còn những cái dịch vụ chích ngừa, chích ngừa cảm cúm, chích ngừa dợi leo, chích ngừa ho gà uốn ván, chích ngừa viêm phổi, thì bốn cái đó là những là bốn cái căn bản nhất. Ngoài ra những cái chích ngừa khác giống như chích ngừa thừa hepatitis, giống như viêm gan A B đó, thì đều có thuốc ở có sẵn in stock luôn đó ở bên MTM Pharmacy. Rồi ngoài ra thì có dịch vụ là giúp cai thuốc lá, cũng như là quý phụ nữ nào mà mình cần thuốc tránh thai cũng như là thuốc điều hòa kinh nguyệt thì ở đây cũng đều có để giúp cho quý vị. Đúng rồi. Còn nói về tiểu đường với lại cao máu rồi những cái bệnh thông thường đó, dược sĩ ở MTM Pharmacy rất là rành về tiểu đường. Thì MTM Pharmacy cũng có dịch vụ là mình cho bệnh nhân một cái kit đầu tiên, cái dụng cụ để thử tiểu đường đầu tiên. Nếu mà bệnh nhân nào mà bị đường cao đó thì không phải bác sĩ nào cũng có, nhưng mà có những bác sĩ trong vùng của mình có những cái bịch, những cái bát mà nó có chứa những cái máy và những cái que thử tiểu đường mà MTM Pharmacy tặng. Thì nếu mà bệnh nhân nào đi tới những bác sĩ nào mà có những cái bát đó thì khi mà mình bị đường cao hay gì đó, bác sĩ nghi ngờ, bác sĩ muốn mình thử đó, thì bác sĩ sẽ cho mình cái đó, mình về nhà mình thử trước. Rồi sau đó bác sĩ sẽ kết nối với MTM Pharmacy và cho những cái toa để cho MTM Pharmacy tiếp tục giao những cái dụng cụ thử đường đó tới nhà của mình mỗi tháng. Và khi mà quý bệnh nhân mà đến đây lấy thuốc về, đặc biệt là về thuốc tiểu đường, thì coi như là những cái nào mà dụng cụ liên quan đến tiểu đường thì đều có hết để giúp cho người ta thử mỗi ngày. Tại vì cái việc mà một người bệnh nhân bị tiểu đường mà keep track cái lượng đường hàng ngày nó quan trọng lắm, phải không chị? Đúng rồi. Phải keep track hàng ngày, nhất là buổi sáng là vậy, là phải thử đường liền. Thì cho nên mình không thể nào thiếu những cái supply đó được, mà MTM Pharmacy gửi đến cho quý vị miễn phí. Thì tại vì dược sĩ của MTM Pharmacy mình work
mình có nhiều dược sĩ đó, mình có tới 7-8 dược sĩ cho làm việc chung, cho mình trao đổi kinh nghiệm. Thì mình người này học được cái này, người kia học được cái kia, thì mình trao đổi kinh nghiệm, cho nên những dược sĩ rất là biết rất là nhiều về những cái bệnh này nọ. Mình không phải nói, nhưng mà mình không phải tự khen mình, nhưng mà nhờ cái trao đổi kinh nghiệm đó, cho nên cái dược sĩ nào cũng có đầy đủ kinh nghiệm để mà giúp đỡ cho tất cả bệnh nhân của mình một cách chu đáo. Dạ, và những người dược sĩ MTM Pharmacy được training trong những cái gọi là những cái lớp đặc biệt để mà gọi là hiểu biết thêm rất là nhiều và làm việc rất là close với người bác sĩ để mà giúp cho quý vị. Cho nên là giống như là chị Tina cũng đã chia sẻ là mình chọn một cái người bác sĩ thì mình stick với người bác sĩ đó để bác sĩ chữa bệnh giống như là người nhà của mình, thì mình cũng nên stick với một cái pharmacy để sao để tại vì người bác sĩ đó cũng sẽ làm việc rất là gần với cái pharmacy của mình, thì giống như là mình sẽ được bác sĩ take care, được pharmacy take care thì sức khỏe của mình mới tốt được và an tâm được ha. Cho nên quý vị mong rằng quý vị sẽ cho MTM Pharmacy một cơ hội để được phục vụ cho quý vị. Dạ, và để kết thúc chương trình thì câu chuyện cười ngày hôm nay là gì chị? Bữa nay Tina có câu chuyện này gọi là tuyệt chiêu đòi nợ xấu. Dạ, tức là đòi hoài mà không trả thì mình phải làm cách nào để đòi. Có hai anh chàng tinh tí tinh tèo ngồi nói chuyện với nhau. Thì anh kia nói với tao cho cái người bạn của tao vay 1.000 đô la mà tới giờ gần Tết rồi nó không chịu trả nợ. Thường thường người ta trước Tết là người ta phải thôi trả đi đó. Đúng không? Thì cái anh chàng kia mới chỉ anh chàng bạn mình cái chiêu là bây giờ mày viết một cái text message mày gửi qua, mày nói là trả cho tôi 1.500 đô. Xong cái anh chàng này anh mới nói là ủa tao mượn nó, tao cho nó mượn có 1.000 đô thôi, sao bắt trả 1.500. Thì anh chàng kia khôn anh mới nói là mày cứ viết 1.500 đô la cho tao, khi hắn nhận được hắn thấy chỉ cho anh mượn có 1.000 đô mà giờ đòi 1.500 đô thì họ sẽ test lại sẽ cãi. Đúng rồi, thì lúc đó mày dùng cái đó mày làm bằng chứng ok là ông có mượn tôi 1.000 đô đây. Như vậy là bảo đảm là có kiện tụng gì đi ra tòa là đạt được quyền. Đúng rồi. Dạ, yeah. hay quá. Dạ, cách này là cách để đòi nợ xấu nha, tức là đòi ngoài không trả đó. Dạ, rất là hấp dẫn đúng không? Rồi, về câu chuyện cười rất là dễ thương để mà kết thúc cho cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Xin chân quý khán giả đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại trong những lần talk show lần tới cùng với MTM Pharmacy. Kính chào quý vị.